hôm nay mình có chuyến đi núi rừng, mình đi tìm phôi bonsai nha. Trên kia mình thấy một cây thị rồi, cây thị núi. Bây giờ mình lên xem coi thử cây đó như nào nha. Thấy trái của nó rất là nhiều luôn. Trái nó chi chít trên cây luôn. Này dốc nó dựng đứng nên cũng khó leo. Ở đây có một cây chờ mồi. Cây chờ mồi lá dài. Rất là nhiều luôn. Trái thị lá của nó này. Cây non rất là nhiều cây. Cái này chín có màu vàng, ăn ngọt và rất là thơm. Cái cực kỳ nhiều. Cây này nó nằm trong quách đá nên chắc cũng không lấy được. Cây này chắc cũng có cả hàng trăm năm rồi. Nó nằm trên đá mà nó cái độ thân nó phát triển như này thì nó phải hàng trăm năm nha. Không phải cây mới, cây rất là lớn luôn. Người hái xuống. Còn đây cũng có một cây gì nó ra trái, nhìn trái rất là lạ. Cái này mình cũng không biết cây gì nữa. Có cây chờ mồi lá dài, nó mọc trên đá, không biết có thân nó có ôm đá không. Cây mini. Mọc trên đá luôn. Mùa này thì cuối mùa của cây chờ mồi. Chờ mồi ở rừng thì bây giờ là cuối mùa. Những cây mà trồng ở nhà thì nó ra muộn hơn thì vẫn còn trái, nhưng mà ở rừng nó sẽ ra sớm hơn ở nhà. Nên bây giờ là hầu như là trên rừng là hết trái rồi. Trên kia cũng có cây chờ mồi. Gốc nó chảy xệ rất là đẹp luôn. Cây này nó lên bướu nè. Cây này già rồi. Cây chờ mồi lá dài. Nó nằm trên đá nó không biết lấy được. Nằm trên tảng đá lớn nha. Cái này mình không thấy bông trái. Ở đây có mấy cái vòi, mình xem thử là bông hay trái. Mấy cái vòi này khả năng là cây bông nha. À, cây này vẫn còn trái. Là cây này cây trái. Bây giờ mình sẽ đánh cây này thì có trái luôn, trái rất là to luôn. Đó, nằm trên hốc đá, trên này tảng đá lớn, vị trí cũng khó lấy. Cây rất là đẹp luôn, cây này lấy luôn, nếu mà lấy được bầu thì lấy luôn tàn riêng, mà cây này nằm trên đá mình sẽ không lấy bầu.
có lẽ là sẽ cắt thu gọn lại. Cây rất là đẹp, cây cực kỳ to, cây u bướu. Đặc biệt là cây này là đang cho trái. Thấy phía trên kia nó cũng có cây chờ mồi. Khu này hấp đá này, cái này kẹt đá này chắc vừa mình chui đó. Lấy cây cũng rất là khó luôn, phải chui qua nha. Khu này toàn là đá. Mọc trên đá sao lại mọc được hay nha. Rồi nó sẽ luồn lách mấy cái khe hở, rồi nó bám một, có một ít đất nhưng nó vẫn bám nó làm rễ. Trên kia mình cũng thấy một cây thị nha. Gốc cực kỳ to luôn. Mấy gốc này thì không lấy được rồi, to luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mình lấy cây chồi mồi trái kia. Nó nằm trong hốc đá. Trên này mình cũng thấy một cây sầu dông, cây cực kỳ đẹp luôn, gốc quái. Nó có đang cho trái luôn nè. Cái dòng này thì trái nó chín, nó nhiều màu đẹp lắm. Cái này trái còn non. Cây sầu dông. Cây này là cây rau rừng nha. Cái dòng lá của nó thì có mùi xá xị. Trái nó thì nhiều màu. Cái lá này dùng để xào thịt bò hoặc là hấp gà thì ăn rất là tuyệt vời. Nó là món đặc sản của núi rừng. Mọi người tra khảo xem cây sầu dông. Gốc này là gốc cực kỳ đẹp luôn, quái u bướu. Lúc đầu mình tưởng là tảng đá, ai ngờ nó lại cái cây thì quái luôn. Chỗ này thì địa hình thì khó nhưng mà nó lại có nhiều cây đẹp. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Khả năng mình lấy cây này trước rồi mình mới lấy cây chồi mồi sau. Cây này, này thì thấy là nó dễ lấy hơn. Cây thật sự là quá đẹp, không còn gì để chê luôn. Nó nằm dưới vách đá này. Cái này mà rớt đồ xuống thì không biết tìm luôn. Nên phải hết sức cẩn thận. Không biết nên cắt như nào. Cắt cành này. Cứ cắt tạm thời rồi mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Mới lên phía trên. Cây quá đẹp. Cái này là nó dốc, nó nghiêng hơn 45 độ nha. Lên máy quay thì mọi người không có thấy nghiêng, nhưng mà thực chất thì nó nghiêng rất là khó đứng luôn. Nè, thả đá là rớt liền. Ở dưới nó có cái hố, phải hết sức cẩn thận. Có rớt đồ thì chắc khó tìm. Cây thiên nhiên tạo ra một dáng cây rất là đẹp. Đồng này, cây này có trái nè. Trái của nó là một cây rau rừng. Cái này lá nó thơm mùi xá xị, lá dùng để xào hoặc là nấu canh, ăn sống. Nó thường xào với thịt bò hoặc là nấu hấp gà, xào gà ăn rất là ngon luôn. Nó nằm trên mặt đá nên khả năng lấy thì dễ, khó ở đây là mình không có chỗ đứng nha. Nó có độ dốc này nên phải hết sức cẩn thận. Nó nằm trên mặt đá luôn thì rất là đẹp. Gốc nó cũng rung rồi. Có đường gốc này. Này cũng dễ lấy, chỉ khó là mình khó đứng, không có vị trí đứng. À,
Này, nó cũng muốn lên rồi. Bây giờ mình cưa cái đòn rễ này nữa là lấy được. Cuối cùng mình cũng lấy xong nha. Cây nó mình trồng dáng bò như này cũng đẹp nè. Không cần phải đổ. Trồng trên chậu mỏng luôn. Nó có sẵn đế mỏng. Thì quá đẹp. Nó chỉ sống nhờ trên đá thôi. Một ít đất đá trên đất trên đá thôi. Và nó tạo ra chậu mỏng thì mình dễ trồng cây hơn. Mình sẽ để tạm ở đây, mình khám phá những cây trên này. Trên này có mấy cây nữa. Cái này cây thị nè. Cây thị lúc nãy mình quay trái cho mọi người xem đó. Gốc này nè. À. Khả năng cũng dễ lấy nè. Trên này có một cây thị lớn luôn. Phía trên kia mình thấy có một cây gì nó ra trái rất là đẹp. Trái mình giống như trái hồng. Để mình sẽ lên quay cho mình xem. Cái này là quách núi nên là đi mình đi cẩn thận. Phía trước là đường. Nó cũng nằm bên dọc đường thôi. Quách núi trên cao luôn. Mình phải đi từ từ. Này rớt xuống thì cũng không ai đỡ được ha. Nó không có chỗ bám nên cũng khó đi. Có cái khe nè. Lúc nãy mình thấy trên này có một cái trái gì. Trái rất là đẹp. Nó ở đâu? À đây. Trái này. Trái này thì giống như là trái cà. Cà hay trái hồng này. Lá của nó. Ai biết cái trái gì thì comment phía bên dưới nha. Giống như trái cà. Những cuốn này giống như cà. Mình sẽ tháo ra bên trong. Bên trong có hạt. Rớt rồi. Lên trên kia thử xem có cây gì nữa hay không. Dưới này có lá khô nè. Phải hết sức cẩn thận. Đây là trượt. Rất là dễ trượt. Bên này không có cây gì. Mình sẽ xem cái thị này nó gốc nó như nào. Cây này gốc nó to lùn. Khả năng thì có thể lấy được nha. Bây giờ mình sẽ xuống mình lấy cây chậu mồi trước. Rồi mình sẽ xem cây này, tình hình cây này là sao. Khả năng có thể là lấy được. Nó nằm trên tảng đá lớn thì rễ nó sẽ không ăn sâu xuống dưới. Phía bên này mấy cây đế nó trải ra rất là đẹp. Không có rễ nào đi xuống dưới. Chúng mình sẽ lấy cây này trước. Bên trong có một tổ mối. Tổ mối có cái hang gì nhìn rất là lạ luôn. Flash quay cho mọi người xem. Bên trong nó có gì không? Như là tổ mối cũ, mối nó bỏ đi rồi. Cái này thân chủ nó bỏ đi rồi. Phía trên nó tạo lũa nên nó không lên cao. Nó sanh ra mấy cái chi nhỏ. Cái này khả năng lấy làm một cây lùng lực được. Rất là đẹp. Với cách dọn tán ra nhìn gốc rất là đẹp không? Phía dưới này thì mình tấn cây lại nè. Mình lỡ có trượt chân thì không sao. Nó còn giữ lại mình chứ không thể rớt xuống hố nha. Mình đi rất là dễ trượt. Nếu mà không có mấy cây này chắc mình cũng lọt xuống hố liền.
Trên này mình thấy xác cũng một con quê sâu. Quê sâu thì nhiều anh em nghĩ là vòng đời của nó rất là ngắn, nhưng thực chất thì nó không hề ngắn nha. Một con quê sâu nó vòng đời tương đối là dài. Này mắt của nó này. Thì tại sao con quê sâu đó lại kêu đến chết? Thì trước khi mà nó lột xác thành con quê sâu thì nó cũng là một con sâu bọ nằm dưới đất, nó hút nhựa cây, nó chuyên hút nhựa cây. Cái tuổi nó cũng phải lên đến cả chục năm, cũng phải 10 năm thì nó, năm cuối cùng nó sẽ moi lên bờ và nó lột xác thành con quê sâu. Nó sẽ kêu để những con đực thì nó kêu, còn con cái là không kêu nha. Con đực nó sẽ kêu gọi bạn tình. Khi nó giao phối xong thì bắt đầu, khi mà nó giao phối xong thì nó sẽ chết. Thì đó là theo kiến thức của mình hiểu được về con quê sâu. Mọi người vừa xem khám phá khai thác phôi, vừa thu thập được một kiến thức về con quê sâu. Nếu mà thấy nội dung hay thì mọi người cho mình một like và lượt đăng ký kênh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đào cây thị này. Cây này theo mình thì rất là ưng luôn, cây gốc lùng lực. Cây nằm ở vị trí cực kỳ rất là khó lấy luôn nha. Phía ngoài này mình đánh hết rễ rồi. Mà bên trong nó nằm ở vị trí có tảng đá trên á. Nó không có thế mình lấy cái rễ này. Rễ này nó rất là to. Nếu mà nằm trống ở ngoài thì dễ, còn nằm trong này không có thế làm. Thì rễ to. Ngoài này thì mình đã lấy hết rồi. Bây giờ thì mình nghỉ trưa. Mình ăn trưa rồi mình nghỉ một tí rồi mình làm, tiếp tục làm. Buổi trưa cũng đơn giản là một ổ bánh mì, là qua một buổi trưa với nước. Ngồi góc này thì mình có thể nhìn thấy được biển nè. Phía trước là biển nè. Còn mấy cái ao kia là người ta đang nuôi tôm. Mấy cái này là người ta nuôi tôm nè. Phía trước là biển. Ở dưới này là đường. Mình đang ở trên vách núi, mình nghỉ trưa trên này luôn. Cây thị nằm phía dưới. Cây này khả năng lấy thì rất là khó, tại cái rễ lớn nó nằm ở vị trí là khó nhất. Mấy cái rễ nhỏ nằm bên ngoài thì mình đánh, mình cắt hết rồi. Bây giờ chỉ được lấy cái rễ lớn bên trong mà nó không có thế mình làm. Mình ăn trưa xong rồi tính tiếp. Ổ bánh mì đơn giản thôi. Mới ăn xong thì thấy ở đây có một cây phát đài núi nha. Nó mọc sát bên luôn. Cây nhỏ chứ không lớn. Đang nằm trên đá. Bây giờ mình sẽ lên trên hốc kia xem thử có cây gì nha. Mình khám phá phía trên. Rất là nhiều cây dây leo. Cái rễ này là rễ cây túc. Cây dây leo khổng lồ luôn. Không biết phía trên kia có những cây gì. Mình đã tìm đồ bám. Bám cái này rất nguy hiểm luôn. Cũng như dây mục. Có một số cây thị rừng.
cây thị đang cho trái luôn. Mình quay trái cho mọi người xem nha, trái rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ leo lên trên để quay nha. Đứng như này thì quay hơi khó. Đây, trái của nó này, trái chín rồi. Đây, thị thơm nha. Cái thị thơm mà thị rơi bị bà á. Cái này thị rừng nên trái nó sẽ nhỏ hơn là thị thơm ở nhà. Rất là nhiều. Ngoài kia cũng rất là nhiều. Mình sẽ hái một ít về ăn. Đầu này trái ăn ngọt và thơm. Mình bẻ một nhánh này là đủ ăn rồi nha. Còn nữa nhưng mà cũng không hái nhiều. Ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu thôi. Cành này cũng rất là nhiều trái. Bây giờ mình tiếp tục đánh cây thị nha. Cây này chắc mình cưa phải mất một tiếng thôi. Này không có thế. Không có thế dùng xẻ beng. Với cưa cũng khó nữa. Mình phải khom xuống. Này nó nằm trên vách đá này. Phải nằm khom xuống mình mới cưa được. Mình lấy một cây rất là khó luôn. Lúc đầu thì nghĩ đơn giản. Cái rễ lớn này cũng phải xuống. Còn cưa xuống dưới nữa nè. Cây to. Cái này lấy xong mình sẽ lăn xuống quách núi luôn. Hôm nay leo lên núi cao lấy cái thì này. Còn mấy cây lớn lên trên kia nữa. Trên vách núi. Cưa ra bột gỗ nó màu vàng. Tại cây này là nghe nói là có thể ghép được cây hồng đá Trung Quốc. Cây cẩm thạch vàng tứ xương. Nên mình cố gắng mình lấy và mình ghép. Xuống dưới này nó vướng nhiều. Rất là khó luôn. Cưa được nửa đoạn rồi. Cái đoạn rễ mình cưa giữa chân thì phát hiện thêm một cái đoạn dưới này nữa nè. Cái trên cưa chưa xong mà đó có một đoạn rễ dưới nè. Thực sự cái này khả năng mình bỏ quá. Đoạn rễ mới trên thì cưa cực kỳ khó rồi. Mới cưa nửa đường thì nó thêm một lớp rễ phía dưới. Mình có bẫy lên thử nó rất là cứng nha. Cái cây mình đánh trống hết rồi. Đánh trống trống hết. Chỉ còn cái phần rễ bên trong kia mà vẫn không lấy được nha. Nó rất là cứng luôn. Mình chắc mình bỏ cuộc. Không nhúc nhích luôn. Nó cái đoạn rễ nó to nè. Nó nằm trong kẹt đá nên nó không lấy được. Bây giờ mình sẽ lên phía trên. Lúc nãy mình hái mấy trái thị. Mình thấy có một cây thị trên đó cũng được. Bây giờ mình lên trên đào cái thị rồi xuống đào cái chồi mồi. Rồi mình mang đồ về nha. Sự bỏ cây này cũng rất là tiếc nhưng mà không có cách nào lấy được nha. Mình thử mọi cách ra. Bây giờ mình dọn đồ, mình lên trên kia mình lấy cây thị thơm. Bây giờ mình sẽ lấy cây này, cây thị thơm. Cái gốc cây này đế này mình thấy cũng ổn, đế cũng đẹp. Trái của nó, trái trong nó thì nó có nhiều hạt ăn ngọt. Ăn ngọt thơm, hạt nó giống như hạt hồng đá luôn. Giống như hạt hồng cẩm thạch tứ xuyên luôn. Không biết là dòng này có ghép được cây đó không. Mà ăn rất là ngon. Thơm. Ăn cực kỳ thơm luôn. Vị nó y chang như là thị thơm nha. Gốc lùng. Này hạt của nó này, hạt giống như hồng đá tứ xuyên. Mà hạt nó to hơn. Cuối cùng mình lấy lên được nha. Cây này lấy đơn giản nha. À, dễ, rễ nó cũng không lớn lắm. Có u bướu. Cây này đơn giản nhưng còn cây lúc nãy thì nó quá khó đấy. Mình dành thời gian 3 tiếng đồng hồ. Đào cũng không ăn thua gì hết. Mình bỏ cũng hơi tiếc. Nhưng mà biết làm sao. Cái đó không thể lấy được.
lấy cây này cũng lấy mấy cây nhỏ gọn này dễ lấy hơn. Còn đây cũng có một cây lớn nhưng mà sức mình thì không lấy được đâu, cây này rất là to luôn. Đá nó mắc ba bên, phía dưới này cũng có tảng đá à, mình không có đụng vào, đụng vào cũng mất công hết, không lấy được. Cây này cũng đang trái rất là nhiều mà nó cũng nằm trên đá, trái thì nó rụng xuống nè. Bây giờ mình sẽ qua bên kia xem có còn cây gì nữa hay không. Vách đá khó, rất là khó đi nha. Không có cái gì. Chắc mà mình bây giờ mình xuống đào cây cho mồi đầu trong đầu clip, rồi mình sẽ kết thúc chuyến hành trình tại ở cây cho mồi đó nha. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều video hay. Này là dốc đá rất là khó đi nha. Nói chung là đi rừng một mình thì phải cực kỳ cẩn thận, nếu mà có chuyện gì thì cũng không ai đỡ được. Này mình sẽ nhảy qua, còn leo qua không được. Dây rừng chằng chịt luôn. Bây giờ mình dọn cái chậu mồi ra nha. Chắc mình cắt bỏ tàn hết, mình lấy cái gốc thôi. Đây có con kỳ tôm rất là vàng luôn. Thì gốc gốc khá là già luôn, khi cho mồi trái không biết là có dễ lấy hay không. Mình sẽ dọn tàn ra nha. Gốc sau khi mình dọn ra, trên này là tảng đá lớn, mình đang ở trên hốc đá. Cây lúc nãy mình đào, cây rất là đẹp luôn, cây sầu dông. Còn phía dưới này là hố sâu nha, nếu mà rớt xuống thì không biết còn gì hay không. Hố sâu rất là nguy hiểm luôn. Trên này tảng đá lớn, phía trước là đường lớn. Ở đây thì có thể ngắm được biển luôn. Lát nữa mình lấy xong mấy cây này mình xuống dưới mình ra mình tắm biển luôn nha. Cây này thuộc hàng khó lấy chứ không đơn giản như mình nghĩ nha. Tại phía bên này này nó cái quách này mình có thể rớt xuống bất cứ lúc nào luôn. Mình không có thế, mình nằm xuống mình đào. Dưới này nó có cái rễ cọc lớn dưới này mà không có thể lấy, rất là khó luôn. Trên này nó có tảng đá nên xẻo biên mình không đánh lên được, mình chỉ đánh ngang luôn. Nhưng mà cây cực kỳ đẹp luôn, mình sẽ cố gắng lấy cái này luôn. Cái này hoành nó quay nằm trên 60, cây to đẹp. Cuối cùng mình cũng lấy xong nha. Cây này nó chảy bướu, cây rất là đẹp, lấy cực kỳ khó luôn. Cây cuối cùng trong chuyến hành trình đi núi rừng cho mình. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh. Nếu mà anh em thương tình thì chia sẻ lên trang cá nhân để kênh phát triển hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video.